Hello, welcome to my channel. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi 12 tựa đề game rất hot này. Chúng ta cùng bắt đầu với game Mario Run nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Sẽ vào tham quan ngôi nhà của mình. Có gì không? Ok, chúng ta vào đây nào. Rồi, mình sẽ chọn cái cửa trên nhá. Rồi, lựa chọn khác đúng không? Rồi, mình chọn trên cùng đi. Video chúng ta gặp may mắn hơn. Ồ, đúng vậy. Ồ, cũng xịt một tí vào mà. Rồi, mỗi tội được mỗi một thẻ Mario thôi. Mario number one. Ok. Chọn tour nào. Chơi nhà vợ vốt 2.24 đi. Ôi xịt con non. Cái đầu mới này à? Chúng ta có thể nhảy lên pháo để nhảy lên trên được. Đây là 2 sao rồi. Ok, chúng ta về đích với 5 sao. Rồi, đây là con boss thuyền trưởng của cái thuyền này. Nào, chúng ta sẽ hạ luôn nó nào. Một đòn. Hai đòn. Ok, ta đã đang xuống thuyền rồi. I'm the winner. Ok, tiếp theo chuyển sang game mà Akram phần 2. Câu nào. Mình sẽ chọn nó gút nữa. Chúng ta sẽ con ma này sẽ không nhìn thấy chúng ta. Bỏ qua đặt đầu đi các bạn ơi. Chúng ta sẽ vào vàng cậu bé và giải cứu cô bạn thân. Phần 1 là chúng ta giải cứu cậu bạn. Đây, phần 2 là cô bạn. Một lần nữa là bị nương ở trên bắt kem. Đây là tập bản đồ chúng ta cần biết các thông tin để đi đến các chỗ. Đây chính là tên bản kèm sâu xa. Làm một cửa đăng. Rồi mình làm map vào. Mình sẽ lướt trước. Ok. Rồi mình sẽ đi tầm tầm phía trước nhé. Để đâu ta tìm được luôn ở dưới này. Mình sẽ tìm cái thùng rác thứ hai nào. Ở đây có tổng cộng 6 thùng rác tất cả. Không biết đâu cái tấm vé vào quán game biết ở chỗ nào. Ở đây rồi các bạn ạ. Ta sẽ quay lại quán game nào. Ok, vào đi. Wow,
xảy ra, bởi vì chúng ta phải kiếm cái món đồ đổi đấy. Đồ này cái tay cầm của Mickey. Ồ, cái này là gì mà nó thức ăn, nó thức ăn đeo. Sẽ đi đổi món đồ với Mickey trước. Mickey ở trong quán game rồi, cậu ta đang chơi game. What's up, Jay? Okay. I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Okay, super cool. Món đồ gì đó? Sure. I can do something with this. Okay, chúng ta ra ngoài. Sẽ cắt món này và chúng ta cầm. Jay. Out of here, please. Mình sẽ bỏ xuống dưới cái tòa nhà, ngôi nhà cuối cùng kìa. Đây ngôi nhà này, đóng cửa. Ta phải tìm cách vào. Mình sẽ đi nối đường hầm ở dưới. Ice cream maker want from me? Okay, chúng nhau lên trên đây, xuống đi.
đổi lấy chiếc đồng hồ hình con mèo. Đây chính là ngôi nhà của tên bàn kem. Ngôi nhà khá là nặng và nóc. Ok, ta dùng con mèo. Đổi về món đồ này. Jade, help me out of here, please. Tiếp theo là cái tháp nến to. Sao có tên là bạn kem, cũng là một người bạn kem, người bạn kem truyền thống của gia đình rồi. Bao giờ mà chúng ta sẽ có lên đốt. Chạy đi các bạn ơi. Mở con tự động của tên này vào luôn. Ok, chiếc chìa khóa được cất ở đây. Ok, thế là chúng ta giải cứu được cô bạn rồi. Các bạn chúng ta đã giải cứu rồi. Tiếp theo mình chuyển sang game Omega.
qua nữa. Đấy, tôi cấp 12. Ta sẽ ghép vào. Đã bắt đầu bớt ngớt mưa rồi. Rồi, băng chưa mưa đâu. Zooba. Zô game mà gọi là hết tớ. Ở đây cũng có bom mà gọi là sẽ nhặt luôn. Thank you.
quan ở đây. Ok, tiếp theo người ta chuyển sang game Subway. Ta chọn nhân vật là robot xong. Wow, mình chọn Tessa đi. Tessa có bộ skin rất là đẹp. Một câu nào. Wow, chúng ta được 9/40 cái kèn. Mình sẽ chọn x2 vàng nào. Ôi, vừa vào cũng được bị ăn một quả tráng trên đầu thôi. Không hiểu được sao. Tessa có bộ skin cao quá đẹp. Một kèn thứ 10. Đấy, hai vàng nào bạn ơi. Chỉ còn hai người đã solo thôi. No, ta bị đẩy xuống rồi. Ôi, đội bạn đã về đích trước. Đầu vẫn thua được một tí thôi. Bạn đứng bên kia thì sẽ lợi thế hơn mình. Đấy, bạn thấy chưa? Đó là lợi thế luôn. Ok, chúng ta đã bỏ lại người chơi kia rồi. Chúng ta bắn nớt nè vào. Wow, một phát là ba người đều đẩy đi. Chúng ta sang level tiếp theo nào. Chúng ta phải trèo lên trên. Ok, mình đứng lên trên rồi, chúng ta xuống dưới nào. Oh, cầu sượt các bạn ạ. Ok, mình được về đích. Rồi, tiếp theo mình chuyển sang game TomGoldRun. Rồi, một cái két nữa ta. Rồi, 400 vàng, khá là may mắn. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp. Thành công. Đây là map phải bất cẩn chúng ta vừa vào đây là ngã luôn. Lại nào các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đuổi theo tên trộm này. Tên trộm vàng. Oh, một cô gái. Rồi.
trộm mình chạy quá là nhanh mà. Cô thấy tên nó hơi hơi thằng nó chạy mà. Nó dép rồi. Sao cả một chiếc máy bay nào đây thì đội ok xuống dưới nó đã bỏ pháo nữa này pháo đơn rồi. PvZHeroes cái này. Ô, cục.
nhiều. Xem thì đồng đội đáp vào đây. Đúng 3. Ủa, cho ăn mò đang đáp mình ngoài. Đó, chúng ta to hơn. Đồ tổng mò là 5 đam, mình 8 đam luôn. Cây, chúng ta có một cây ngon này. Super cao luôn. Bây giờ chúng ta cộng được 1 đàm, khá là ngon. Thank you.
chuyển sang game RobberyBob. Chapter 3 nào. Chúng ta đến với level 2. Và chúng ta đốt vào nhà máy của một tiền giáo sư tiến sĩ. Một cái đĩa. Đã trốn bước xuống dưới đây rồi. Tên bảo vệ này đi vào ngược lại. Chỗ ở đây nào. Ok, video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Thầy có quá trình.